nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp của thành phố về khôi phục kinh tế, thu hút đầu tư trong năm 2022. Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng cho biết sẽ cùng các đơn vị liên quan tiếp tục đề xuất thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới theo quy hoạch đã phê duyệt. Cùng với đó, đẩy mạnh ươm tạo, đào tạo doanh nghiệp công nghệ cao, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp quy mô lớn. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 kéo dài, năm 2021, huyện Hòa Vang đã tập trung thực hiện mục tiêu kép, trong đó chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm, động lực nhằm đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành các dự án. Sau thời gian kéo dài, nút thắt về giải phóng mặt bằng tại dự án tuyến đường DH2 qua xã Hòa Nhơn và Hòa Sơn đã được tháo gỡ. Hơn 1.200 hồ sơ của toàn dự án hiện đã bàn giao mặt bằng để đơn vị triển khai thi công hoàn thành tuyến đường. Dự án này có chiều dài toàn tuyến khoảng 10 km, được khởi công vào cuối năm 2018. Ủy ban tham mưu cho đảng ủy, tổ chức đoàn, thành phần các đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận và các đoàn thể lên lịch đi xuống từng hộ dân để vận động tuyên truyền các cái chủ trương liên quan với cái chính sách giải tỏa đền bù. Thì không chỉ một lần, lần một người dân chưa hiểu thì tiếp tục đi lần hai, lần ba. Xác định công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm 2021, huyện Hòa Vang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp thực tế. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, thì huyện cũng đã có những điều chỉnh phù hợp trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như tiếp dân, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, đồng thời tổng hợp các kiến nghị vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, giải quyết để bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân. Ban Thường vụ huyện ủy thì ban hành một cái nghị quyết chuyên đề về cái công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó thì phân công cho các đồng chí ban thường vụ theo dõi đứng điểm từng cái dự án, từng cái địa bàn mà phụ trách. Và cũng yêu cầu là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các xã phải tập trung tiếp dân, dành trong tuần là phải ít nhất là 3 buổi để tiếp dân, đến trực tiếp với hiện trường, đến Ủy ban các xã, đến nhà hợp thôn để mời nhân dân tiếp và vận động. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại huyện Hòa Vang đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là 12 dự án trọng điểm của thành phố như đường vành đai phía Tây, nhà máy nước Hòa Liên, khu công nghệ cao và một số dự án tái định cư phục vụ giải tỏa các tuyến đường. Tính đến nay, huyện đã bàn giao mặt bằng 2.273 hồ sơ trên tổng số 3.724 hồ sơ và hoàn thành giải phóng mặt bằng tại 22 dự án. Tổng giá trị giải ngân vốn giải tỏa đến nay đạt 102% kế hoạch vốn sau điều chỉnh với khoảng 488 tỷ đồng. Nút thắt về giải tỏa được tháo gỡ để giúp nhiều dự án triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công.